cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ dị thục sanh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, năm phép thần thông vi diệu, 37 pháp phần bồ đề pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn sự hiểu biết thông suốt, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến Sứ Tam ma địa không vô tướng vô nguyện vân vân vô lượng công đức dùng bố thí vân vân đem lại lợi ích cho hữu tình Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành phát nhã ba la mật đa sâu xa, cho các hữu tình những vật cần dùng, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần hương hoa cho hương hoa, cần chàng phan bảo cái cho chàng phan bảo cái, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đồ trang sức như anh lạc vân vân, cho các đồ trang sức như anh lạc vân vân, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần đèn đuốc cho đèn đuốc cần kỹ nhạc cho kỹ nhạc cần thuốc thang cho thuốc thang tùy theo các loại vật dụng nhu cầu đều cho hết không để thiếu như dâng đồ cúng dường cho như lai ứng tránh đẳng giác dâng cho các độc giác cũng như thế như dâng đồ cúng dường cho các độc giác, dâng cho A la hán cũng như thế. Như dâng đồ cúng dường cho A la hán, dâng cho các bất hoàn cũng như thế. Như dâng đồ cúng dường cho bất hoàn, dâng cho nhất lai cũng như thế. Như dâng đồ cúng dường cho nhất lai, dâng cho các dự lưu cũng như thế như dâng đồ cúng dường cho dự lưu dâng cho các chánh trí chánh hành cũng như thế như dâng đồ cúng dường cho chánh trí chánh hành dâng cho người trì giới cũng như thế như dâng đồ cúng dường cho người trì giới, cho người phạm giới cũng như thế, như cho đồ cần dùng cho người phạm giới, cho các ngoại đạo cũng như thế, như cho đồ cần dùng cho ngoại đạo, cho các hạng người khác cũng như vậy. Như cho đồ cần dùng cho loài người, cho các loài phi nhân cũng như vậy. Như cho đồ cần dùng cho loài phi nhân cho các bảng xanh cũng như thế đối với các hữu tình tâm bồ tát bình đẳng không có tưởng sai biệt mà hành bố thí trên từ chư phật dưới đến bảng xanh bình đẳng bình đẳng không có sự phân biệt vì sao vì các đại bồ tát liễu đạt tự tướng của các pháp và hữu tình đều rỗng không hoàn toàn không sai biệt nên không có tưởng khác không có sự phân biệt mà hành bố thí đại bồ tát ấy do không có tưởng khác không có sự phân biệt mà hành bố thí nên sẽ đắc quả vô dị vô phân biệt nghĩa là viên mãn được trí nhất thiết tướng và vô lượng công đức khác của chư phật